Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Ly Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2020 dương lịch của 12 con giáp. Tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2020 dương lịch bàn về khía cạnh tình cảm, công việc, tiền bạc, căn mệnh của 12 con giáp ngày 25 tháng 2 hôm nay. Con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào sẽ có họa tai ương thì tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2020 sẽ giúp bạn biết được mọi khía cạnh tốt xấu, từ đó đưa ra được cái phương án để quân bình mai họa. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cái thông tin chung của cái ngày 25 tháng 2 năm 2020 này. Ngày 25 tháng 2 năm 2020 dương lịch là thứ ba, ngày âm là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Mão năm Canh Tý, ngày Hắc Đạo, thiên lao Hắc Đạo. Nên tuổi xung khắc với ngày đấy là Nhâm Thìn, Bính Thìn. Giờ tốt trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút, giờ Thìn từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút, giờ Thân từ 10 giờ đến 16 giờ 59 phút, giờ Dậu là từ 17 giờ đến 18 giờ 59 phút, giờ Hợi là từ 21 giờ đến 22 giờ 59 phút. Còn giờ xấu trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 0 giờ 59 phút, giờ Sửu là từ 1 giờ đến 2 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 giờ đến 6 giờ 59 phút, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ đến 14 giờ 59 phút, giờ Tuất là từ 19 giờ đến 20 giờ 59 phút. Hướng tốt là Đông Nam và Bắc. Việc nên làm là lập khế ước giao dịch cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo động thổ, san nền đắp nền, làm cửa, an táng, dựng xây kho vực, làm hay sửa chữa phòng bếp, thờ phụng táo thần, lắp đặt máy móc hay các loại máy, gặt lúa, đào ao giếng hồ, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, thu mua gia súc, các việc chăn nuôi, nhập học, làm lễ cầu thân, cưới giả, kết hôn, thuê người đơn từ kiện tụng, học kỹ nghệ, làm hoặc sửa chữa tàu thuyền, khai trương tàu thuyền, vẽ tranh, tu sướng cây cối. Việc kiêng kỵ là kiện tụng tranh chấp. Quý anh chị thân mến, trên đây là cái thông tin chung của cái ngày 25 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi 12 con giáp trong ngày 25 tháng 2 năm 2020 này. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2020 của tuổi Tý. Tử vi hôm nay của người tuổi Tý, công việc diễn ra thuận lợi, bản thân cũng không phải quá bận rộn nên có nhiều thời gian tập trung vào việc mở rộng các cái mối quan hệ xã giao. Nhờ khả năng lãnh đạo, quản lý tài tình đã giúp người tuổi Tý dễ dàng dẫn dắt tập thể đi lên. Về tiền bạc, tài lộc có điểm sáng, hanh thông, bản thân nên dần tính tới các cái kế hoạch kiếm tiền từ những cái nghề tay trái trong cái khoảng thời gian tới nhằm tăng thêm thu nhập. Về tình cảm, kém sắc ám đạo, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tý với nửa kia thường hay nảy sinh cái tranh cãi bất đồng vì những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Người độc thân thì gia đình thúc về chuyện hôn nhân nhưng bản thân thì vẫn chưa có ý định đó. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Thị, con số may mắn là 5 và 17. Tiếp theo chúng ta cùng đến với người tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 2 thì tử vi hôm nay của người tuổi Sửu, công việc diễn ra không mấy suôn sẻ, một phần do tâm trạng bất ổn nên khó lòng có thể tập trung hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Bản thân nên sớm ổn định lại tâm trạng của mình để quay trở lại làm việc tốt hơn. Về tiền bạc, tài lộc vô cùng dồi dào, bản thân chẳng cần tốn công sức nhiều mà tiền bạc cứ tự tìm đến, số sớm hưởng vinh hoa phú quý. Về tình cảm, ngập tràn hạnh phúc, thăng tiến mạnh mẽ, chính cái sự thoải mái và nhiệt tình giúp tình cảm của các cặp đôi càng thêm gắn bó và bền chặt hơn. Hãy an tâm tận hưởng những cái phút giây riêng tư cùng nhau. Màu sắc may mắn là màu hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, con số may mắn là 6 và 13.
Tiếp theo trên 10 quý anh chị, chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Dần. Tử vi hôm nay của người tuổi Dần, công việc diễn ra tương đối dễ dàng, bản thân thể hiện được rõ ràng quan điểm, chính kiến và sự quyết đoán của mình trong mọi việc. Tuy nhiên, có sự tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác nhưng vẫn do mình quyết định và làm chủ tất cả. Về tiền bạc, tài lộc ổn định nhờ khả năng quản lý tài chính khoa học và hợp lý, giúp bản thân vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu mua sắm. Về tình cảm, vượng sắc êm đẹp, người có gia đình thì đời sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía. Người còn độc thân thì các cặp đôi đang tìm hiểu nhau và dần đưa ra quyết định tiến tới hôn nhân. Màu sắc may mắn là màu xám, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 8 và 9. Và bây giờ chúng ta cùng đến với người tuổi Mão trong ngày 25 tháng 2. Quý anh chị thân mến, tử vi hôm nay của người tuổi Mão công việc diễn ra tương đối tốt đẹp. Con giáp này cần phải hiểu rằng để đạt được thành công trên con đường kinh doanh sự nghiệp thì ngoài việc nỗ lực hết mình của bản thân là điều cần thiết thì còn phải tập trung xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Về tiền bạc tài lộc tăng tiến nhờ khả năng nắm bắt cơ hội tốt đã đem lại cho bản thân nhiều khoản thu nhập khó ngờ. Về tình cảm hài hòa và êm ấm nhờ có các tinh phù trợ mà cuộc sống vợ chồng yên ổn hơn trước rất nhiều. Bản thân cũng biết chủ động chăm lo cho gia đình chứ không còn phải mải mê ham chơi tụ tập bạn bè. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 3 và 4. Bây giờ chúng ta cùng đến với người tuổi Thìn trong ngày 25 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Thìn, công việc diễn ra hanh thông, chính trực, thông minh, sáng suốt đã đem lại cho những người này khá nhiều cơ hội thể hiện năng lực vốn có của mình trong ngày. Tuy nhiên, bản thân không nên chủ quan hay khinh thường người khác. Về tiền bạc, tài lộc, không tệ, êm đẹp, bản thân không cần phải lo nghĩ tới vấn đề chi tiêu vì tài vận đang khá sáng. Về tình cảm, vô cùng thăng hoa, người có gia đình thì đời sống vợ chồng êm ấm, hòa thuận và yên vui. Người còn độc thân cần phải mở lòng hơn nếu muốn mau chóng tìm được nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 6 và 18. Bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Tỵ. Tử vi hôm nay người tuổi Tỵ công việc diễn ra hanh thông, người tuổi Tỵ không cần phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được vô số thành tựu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản thân vẫn nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói để tránh gây xung đột hiểu nhầm hay công kích với những người xung quanh. Về tiền bạc tài lộc rủng rỉnh sang suốt, số tài vận không ngừng gia tăng nhờ các hạng mục đầu tư lúc trước đều có lợi, kéo theo doanh thu cũng tăng nhanh. Về tình cảm gặp nhiều sóng gió trở ngại, tử vi dự báo có những mâu thuẫn tình cảm không thể giải quyết trong một ngày hai ngày, chính vì vậy mà nên bỏ cái tôi sang một bên mà nhường nhịn lẫn nhau vẫn là cái điều tốt nhất để giải quyết cái mâu thuẫn. Màu sắc may mắn là màu xám, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 3 và 14. Bây giờ chúng ta cùng đến với con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 2. Thì trong ngày 25 tháng 2 thì tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ công việc diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Người tuổi Ngọ có khả năng ứng biến linh hoạt trước những cái tình huống phát sinh bất ngờ trong công việc nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này dễ dàng được cấp trên trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Hãy cố gắng nắm bắt những cơ hội đó. Về tiền bạc tài lộc có biến động nhẹ, bản thân cần chú ý hơn tới việc bảo quản tài sản cá nhân, tránh mất mát đáng tiếc. Về tình cảm không thuận nhạt nhòa, người tuổi Ngọ và nửa kia thường tranh cãi gay gắt vì bất ổn quan điểm sống, tình cảm gia đình chẳng mấy êm đẹp và hòa hợp. Màu sắc may mắn là màu cam, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, con số may mắn là 4 và 25. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Mùi. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Mùi công việc diễn ra khá thuận lợi, được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, làm việc tùy hứng lại gây ra những cái rắc rối không đáng có sau này. Bản thân nên thay đổi cái phương pháp làm việc nếu muốn hạn chế những cái tai họa này. Về tiền bạc tài lộc hanh thông, bản thân tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền khá tốt mà nhiều người còn chưa kịp nhìn ra. Về tình cảm, có chút thăng trầm ám đạm, người tuổi Mùi và nửa kia của mình không tìm thấy cái tiếng nói chung nên thường xảy ra xung đột, cãi vã liên tục. Bản thân dù cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được cách hóa giải cho cái mối quan hệ tình cảm này.
Màu sắc may mắn là màu tím, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 7 và 18. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Thân. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Thân về công việc diễn ra vô cùng dễ dàng. Hôm nay đường công danh có dấu hiệu rộng mở nhờ quý nhân phù trợ chỉ đường dẫn lối. Người tuổi Thân không cần phải tiêu tốn nhiều công sức và thời gian mà vẫn thu gặt được những cái thành tích vượt ngoài mong đợi. Về tiền bạc tài lộc không tệ nhờ có thần tài phù trợ nên không cần quá lo lắng tới vấn đề túng thiếu. Về tình cảm ôn hòa êm đẹp, quan hệ tình cảm của bản thân với nửa kia dù vẫn êm ấm nhưng cũng khó tránh được những cái bất đồng nhỏ trong quá trình chung sống. Đây cũng chính là cái điều dĩ nhiên nên cần tìm tiếng nói chung và nhường nhịn lẫn nhau. Người độc thân cần tham gia nhiều hơn tới các hoạt động tập thể để mở rộng quan hệ, nâng cao cơ hội tìm kiếm nửa kia ưng ý. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, con số may mắn là 6 và 10. Bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Dậu. Tử vi hôm nay của người tuổi Dậu, công việc diễn ra không mấy suôn sẻ. Tử vi dự báo có họa tiểu nhân đeo bám phá họa nên con giáp này làm gì cũng nên thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Bản thân cũng không nên tin người quá mức dễ tạo điều kiện cho kẻ xấu hãm hại mình. Về tiền bạc tài lộc vững vàng ổn định nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh của bản thân mà luôn giữ trong tay số tài sản dùng dính. Về tình cảm khởi sắc thăng hoa, những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân, tình cảm vợ chồng tiến tới tốt nhờ cái sự chủ động quan tâm chia sẻ và cảm thông của những người trong cuộc. Màu sắc may mắn là màu xanh dương, quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, con số may mắn là 5 và 12. Tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 của người tuổi Tuất. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Tuất về công việc diễn ra lên xuống bất thường. Các kế hoạch đã xây dựng mặc dù vẫn tiến triển khá tốt nhưng không thoát khỏi những cái rủi ro tiềm ẩn, phải luôn đề phòng kẻ xấu phá hoại. Bản thân nên tìm đến những người đi trước để xin lời khuyên đề phòng những cái tai họa không mong muốn. Về tiền bạc tài lộc tăng tiến, doanh thu không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là đối với những người làm trong cái lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Về tình cảm chưa trọn vẹn, niềm vui vẫn có trắc trở, vợ chồng khó tránh khỏi những cái lục đục và bất ngờ vì không tìm được tiếng nói chung. Đây cũng là cái điều dĩ nhiên thôi. Đôi khi chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen tạm thời mà bản thân khiến người bạn đời của mình buồn phiền không ít. Màu sắc may mắn là màu xanh lá, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, con số may mắn là 8 và 20. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2020 của tuổi Hợi. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Hợi, công việc diễn ra dễ dàng hanh thông, đường công danh tiến triển có hanh thông nên dễ khiến kẻ xấu nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Bên cạnh tập trung xây dựng sự nghiệp, người tuổi Hợi còn cần phải nâng cao thái độ cảnh giác trước các cái mối quan hệ xung quanh. Về tiền bạc tài lộc đi xuống xấu dần thấy rõ, do có tiểu nhân rình rập và hay nhòm ngó nên bản thân cần phải thận trọng trước những người đang cố tình muốn tiếp cận mình. Về tình cảm hài hòa và viên mãn, người có gia đình thì đời sống vợ chồng không có điều gì đáng chê trách, các thành viên trong gia đình luôn dành cho nhau những quan tâm chân thành. Người còn độc thân đang có khá nhiều các mối quan hệ tốt với người khác giới, có nhiều cơ hội tìm được nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, con số may mắn là 5 và 10. Quý anh chị thân mến, trên đây đó là vận trình 12 con giáp trong ngày 25 tháng 2. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc hay muốn tư vấn riêng về tuổi của mình, quý anh chị vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây thì quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.